Xin chào cả nhà, mời cả nhà cùng vào bếp với mình nhé. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách nấu món tteokbokki đơn giản mà lại ngon. Để nấu được món tteokbokki ngon thì chúng ta cần có các nguyên liệu như sau. Rau với tất đồ mình đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Đây là có bắp cải, hành, bơ rô. Ở đây thì mình có tỏi đây. Để một hồi mình phi, mình lấy dầu. Rồi hành này cũng phi chung với tỏi luôn. Đây là có chả cá, rồi có xúc xích, tất. Còn cái này là mành tu để ăn chung với tất. Cái này một hồi chiên nên ăn chung ngon lắm luôn. Thì bây giờ mời cả nhà cùng vào bếp với mình nhé. Trước khi đem tất đi luộc thì mình sẽ rửa sơ qua dưới nước trước. Rồi sau đó chúng ta sẽ đem đi luộc. Cái phần tất này sau khi rửa xong thì bây giờ mình sẽ đi luộc trước. Và cái trong cái phần nước luộc này thì mình sẽ bỏ đường, bỏ 2 muỗng đường vô. Và 1 muỗng muối. Như này. Sau đó chúng ta sẽ bỏ tất vô luộc, không có cần nước sôi đâu. Và tại sao mình phải luộc tất trước, đó là mình luộc như vậy cho tất nó mềm cũng như là nó thấm gia vị thì tất của mình nó sẽ ngon hơn. Trong cái thời gian luộc tất thì bây giờ mình sẽ bắt cái chảo dầu lên, sau đó mình sẽ phi hành tỏi để cho thơm, để mình làm cái phần cái nước sốt để nấu tteokbokki á. Thì bây giờ mình sẽ phi lên cho hành tỏi cho nó thơm. Bây giờ thì nó đã vàng như vậy là được rồi, không cần vàng quá đâu. Bây giờ mình sẽ bỏ 4 muỗng tương ớt vô để xào chung. Tại sao mình bỏ tương ớt vô xào chung như vậy là để cho nó ra cái màu đỏ được đẹp. Chứ mà cả nhà không làm như vậy thì một hồi cái tteokbokki của chúng ta nó sẽ cái màu nó không có được đẹp đâu. Bây giờ cả nhà cứ cho phần dầu với phần tương ớt nó hòa quyện với nhau, và sau đó nó sẽ có một lớp dầu màu đỏ là người ta gọi là dầu ớt á, gì là được á. Đây cả nhà thấy không, như vậy là được rồi nè, nó có phần màu dầu đỏ này là dầu ớt, nó ra ra dầu vậy đó. Bây giờ thì mình sẽ để cái phần nước sốt này ở đây, mình sẽ đi rửa phần tất này trước. Luộc rồi phải rửa lại một lần nữa. Ôi, nhìn cái muốn ăn nữa, không lẽ làm ăn nữa chứ. Mình chỉ rửa sơ qua thôi, cũng không cần kỹ nữa đâu, tại vì mình đã luộc rồi mà. Ôi, cái chỗ này sao mình quay kỹ quá vậy ta. Ôi, cả nhà thông cảm nha, gán xem hết giùm mình nhé. À, như vậy là được rồi đó. Đây, bây giờ mình sẽ bắt cái chảo nước sốt này lên, chờ cho cái phần nước sốt này nó nóng lên, nó nóng trở lại thì mình sẽ bỏ cái tất với cái chả cá vô mình xào nó lên thì nó sẽ ra cái màu đỏ được như vậy. Nãy mình quên quay cái khúc bỏ tất chứ bỏ chả cá rồi. Cả nhà thông cảm nha. Đây, bây giờ thì nó đã lên màu đẹp rồi đó. Ở nhà xào khoảng 5 phút với cái lửa nhỏ thôi nha, tránh cho nó khét á, đừng để cho nó khét. Nó khét thì nó sẽ không ngon đâu. Nhớ đảo đều nhé. À mà quên, cả nhà nhớ bỏ xúc xích vô xào chung luôn nhé. Còn bây giờ mình sẽ bỏ phần hành poro vô để tiếp tục xào cho cái phần hành này nó chín sơ cũng như là nó hơi thấm gia vị. Rồi sau đó thì mình sẽ cho nước vào. Bây giờ mình sẽ cho nước vào để tiếp tục nấu, để cho phần tất cũng như là xúc xích và chả cá được chín đều.
Cả nhà bỏ khoảng 700 ml nước vào là được. Thấy cho nước với tất nó xăm xắp mặt vậy nè, như vậy là được nè. Thì tiếp theo là mình sẽ nêm nếm gia vị, đó là đường, mứt táo và nước tương. Thì theo cái tỷ lệ là 4, 2, 2 và 2. Đó là 4 tương ớt, 2 đường, 2 mứt táo và 2 nước tương. Thì hồi nãy tương ớt mình đã xào trước rồi, bây giờ mình sẽ nêm nếm đường, mứt táo và nước tương như vậy là được. Và chúng ta sẽ dùng muỗng ăn canh để đông nhé. Thì cả nhà mình nêm nếm như vậy là cũng gần vừa vừa ăn rồi đó. Nhưng mà tùy theo khẩu vị của mỗi người nữa. Thấy như mình muốn ăn ngọt thì mình cho thêm đường, mặn thì mình thêm nước tương hoặc là muối vô. Nhưng mà thấy như vậy là vừa ăn rồi á. Thì bây giờ mình sẽ để đây mình nấu với lửa trung bình. Nấu khoảng 15 phút nữa là tất nó nở, chả cá cũng chín vừa ăn. Thì mình để qua bên kia mình nấu. Bây giờ mình sẽ đi bỏ dầu vô chảo để mình chiên cái phần mành tu để ăn chung với tất bút kia. Cái mành tu này thật ra là nó chỉ là bột mì mỏng nhánh à. Ở trong nó không có gì chân, nó có chỉ có một ít gọi là miếng á, bắt cái thân men của hàng nhỏ dạng giống như là miếng dông của Việt Nam mình vậy đó. Ở trong nó có mấy cọng với nị à, chủ yếu là ăn bột chiên dần giòn để chấm với ba cái nước tất á, tất bút kia ngon lắm. Nó như vậy là được rồi nè, chiên vàng như vậy là được rồi nè. Bây giờ muốn ăn nữa. Làm video mà nhìn cái thèm. Đây như vậy là gần xong cái công cuộc nấu nướng của mình rồi đó. Thì cuối cùng thì phần tất với chả cá rồi nó đã chín hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho bắp cải vô. Mình nấu thêm khoảng 5 phút nữa. Cho bắp cải chín là được, nhắc xuống là ăn. Chín quá nè cả nhà ơi. Đây, thì bây giờ cả nhà mình có thể ăn rồi đó. Như vậy là ăn được rồi nè. Nhưng mà mình sẽ bỏ thêm cái chi này vô cho nó béo, chi kéo sợi. Đó, như vậy là quá xuất sắc luôn. Mình sẽ bỏ 2 bịch vô, mỗi bịch là 70 g, 2 bịch là 140 g. Bao mập luôn. Không mập là không lấy tiền. Cả nhà mà muốn mập thì về phe của mình. Bao mập, không mập là không lấy tiền. Cả nhà mình còn muốn nấu món gì hoặc là mình muốn mình chia sẻ cái món gì thì hãy để lại bình luận phía bên dưới. Thì mình sẽ cố gắng nấu như cái món đó mình biết. Cái món tất bút kia của mình hôm nay đã hoàn thành. Chúc cả nhà mình vào bếp thành công nhé. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Cả nhà nhớ like và đăng ký ủng hộ mình nhé.